hoặc ở trong một niệm qua khỏi phương đông một thế giới, hai thế giới, trăm thế giới, ngàn thế giới, trăm ngàn thế giới cho đến vô lượng thế giới, cho đến bất khả thuyết, bất khả thuyết thế giới, hoặc qua khỏi các thế giới nhiều như số hạt bụi cõi Diêm Phù Đà, hoặc qua khỏi các thế giới nhiều như số hạt bụi bất khả thuyết, bất khả thuyết cõi Phật. Ở trước mặt các đức Phật thế tôn của tất cả những thế giới đó, lắng nghe chánh pháp, ở chỗ mỗi vị Phật hiện thân khác nhau nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật, mỗi mỗi thân mưa xuống mây cúng dường, nhiều như số hạt bụi vô lượng cõi Phật. Đó là mây tất cả hoa, mây tất cả hương, mây tất cả tràng hoa, mây tất cả hương bột, mây tất cả hương thoa, mây tất cả lọng, mây tất cả y phục, mây tất cả chàng, mây tất cả phan, mây tất cả trướng, đem tất cả thân mây để cúng dường. Pháp của mỗi đức như lai diễn nói ta đều thọ trì, hết thảy sự trang nghiêm của mỗi cõi nước ta đều nghĩ nhớ. Như ở phương Đông, phương Nam, Tây Bắc, bốn hướng trên dưới cũng lạ như thế, hết thảy chúng sinh trong tất cả các thế giới như vậy, nếu ai thấy được thân ta thì chắc chắn đều sẽ đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Tất cả chúng sinh các thế giới đó ta đều thấy rõ, tùy sự lớn nhỏ thắng liệt khổ vui đều thị hiện đồng thân họ giáo hóa thành tựu. Nếu có chúng sinh gần gũi ta thì ta đều khiến cho họ an trụ pháp môn như vậy thiện nam tử ta chỉ biết môn giải thoát mau chóng cúng dường khắp chư phật thành tựu chúng sinh vô ngại này như các bồ tát chỉ giới đại bi giới ba la mật giới đại thừa giới bồ tát đạo tương ưng giới không chướng ngại giới không thối đoạn giới không bỏ tâm bồ đề giới thường dùng phật pháp làm sở duyên giới nơi nhất thiết trí thường tác ý giới như hư không giới tất cả thế gian không chỗ nương giới không mất giới không tổn giới không thiếu giới không tạp giới không ô trược giới không hối giới thanh tịnh giới lìa bụi trần giới lìa dơ bẩn công đức như vậy mà ta làm sao biết được nói được thiện nam tử đi về hướng nam này, có nước tên là Đạt Lý Tĩ Trà, thành tên là Tự Tại, trong đó có người tên là Di Già. Người đi đến hỏi vị đó, Bồ Tát làm thế nào học Bồ Tát Hạnh, tu Bồ Tát Đạo. Bấy giờ thiện tài đồng tử đành lễ vị tỷ kheo đó, đi nhữ quanh bên phải và chiêm ngưỡng rồi tử tạ mà đi.